Ngư dân bắt được lương quái vật có hàm răng hú hồn. Trong lúc đánh bắt cá ngoài khơi Alaska, ngư dân người Mỹ tình cờ bắt được một con lương sói lớn với bộ hàm giống như quái vật. Những hình ảnh được đăng tải trên Facebook cho thấy ngư dân Ness Isaac, 39 tuổi, đang tạo dáng và chụp ảnh cùng một con lương sói mà anh vừa bắt được trên vùng biển Bering ở ngoài khơi hòn đảo Akutan của Alaska hồi giữa tháng 3. Sinh vật dài khoảng 1 mét, sở hữu miệng khổng lồ cùng bộ hàm mạnh mẽ và răng sắc như dao cạo. Vẻ ngoài dữ dằn của nó khiến người ta liên tưởng đến thủy quái bước ra từ những bộ phim khoa học viễn tưởng. Khi nhìn thấy con vật, chúng tôi vừa sợ hãi vừa phấn khích. Nó nổi tiếng với lực cắn rất mạnh nên phải thận trọng khi tiếp xúc, Nat kể lại. Sau khi chụp ảnh kỷ niệm, Nat đã thả con vật trở lại biển. Nó nhanh chóng bơi đi mà không hề hấn gì. Bài đăng trên Facebook cá nhân của Nat thu hút hàng trăm lượt chia sẻ và bình luận. Nhiều người dùng mạng xã hội đã bày tỏ sự bối rối khi lần đầu tiên nhìn thấy sinh vật quái dị này. Lương sói là loài lương lớn nhất trong chi Anarithi, còn được gọi là sói biển hay cá sói. Trưởng thành có thể dài tới 2,4 mét và nặng 18,4 kg. Chúng là động vật ăn thịt chuyên sử dụng bộ hàm mạnh mẽ để nghiền nát con mồi có vỏ cứng như trai, ốc, nhím biển và các loại động vật giáp xác. Nếu tình cờ bắt được chú lương này, các bạn có dám mang về nhà hay không? Hãy comment ở bên dưới cho chúng mình biết với nhé.